Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chimney Sony, một trong những dòng âm đi thế hệ mới của hãng, và model của nó là SRDH750. Con này thì nó sẽ có đầy đủ những cái công nghệ như là Bluetooth và cổng kết nối HDMI. Và Bluetooth thì anh em có thể chơi nhạc không dây từ những thiết bị iPhone, Android đầy đủ luôn nha. Và cổng HDMI chuẩn video nó là 4K. Anh em có thể chơi nhạc phim chất lượng cao từ nguồn Full HD từ bên ngoài, và cổng quang chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV, và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và đối với dòng này thì bắt buộc chúng ta phải có điều khiển từ xa thì mới khai thác hết tất cả những cái tính năng điều khiển và cài đặt. Và đây là cái điều khiển học em đã cài từ cái khiển zin học full chức năng nha. Và với điều khiển này thì ta có thể chỉnh được bass chép nè, chỉnh được cài đặt loa nên chất âm cũng rất là sáng nha. Và nó sẽ đánh làm 14 slot hàng to. Con này cấu hình rất cũng khá nha. Rồi, kích thước chiều ngang của máy là 432mm và chiều cao 160mm và chiều sâu là 330mm. Và phía trước nó thì nó sẽ có thêm cái cổng kết nối là USB nhạc lớn đét chất lượng cao luôn nha. Bluetooth nè, HDMI 4K, ARC đầy đủ luôn. Một trong những dòng âm ly ngon bổ rẻ trong tầm giá. Và nó sẽ có thiết kế công suất là 145W và nhân điều cho 7 kênh loa 6 âm nha. Và hiện tại là em đang kết nối ngõ Blu-ray tín hiệu từ cái đầu đĩa HD từ bên ngoài đưa vào nha. Rồi, để điều chỉnh bass chép nha, anh em nhấn là menu nè. Rồi mũi tên lên xuống và ta sẽ di chuyển tới menu là EQ nè, nhấn Enter. Bass nè, nhấn Enter, mũi tên lên xuống để tăng giảm bass. Enter và mũi tên xuống. Và sau đó ta sẽ nhấn Enter, mũi tên lên xuống để tăng giảm chép nha. Con này thì nó sẽ có nhiều chế độ nghe, có chế độ nghe dàn bằng tất cả kênh loa khá là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Rồi, cổng HDMI tiếp theo nữa là cổng TV, cổng quang AFD. Rồi, cổng CD AFD nghe nhạc 2 kênh. Multi Stereo. USB. Menu số 1 là Bluetooth nè, số 2 BD, số 3 TV, số 4 SA TV, số 5, số 6 là cổng USB nha. Ta có thể điều khiển ở phía dưới ngõ input select cũng như là chọn số 6 ở trên camera nha. Rồi nhấn play nè. Nhấn qua bài nè. Nhấn qua bài nha. Rồi stop, ok. Và như vậy là chơi tốt cộng HDMI, cộng quang, cộng analog và cộng USB nha. Rồi bây giờ thì em sẽ test qua cái menu số 1 đây. Menu số 1 là Bluetooth nha. Rồi anh em có thể là nhấn menu để ta có thể connect với lại cái smartphone của chúng ta. Ta vào cài đặt nè, rồi Bluetooth nha, và nó sẽ nhận diện được là Sony SRDH750, và tại đây ta có thể chơi nhạc từ smartphone luôn, hoặc là ở đây nó sẽ có nút là connect nè, pairing Bluetooth nha. Rồi em sẽ tìm nhạc test loa đây. Rồi đã kết nối iPhone rồi nha. Rồi chờ qua quảng cáo nha. Đã hiển thị chữ iPhone rồi nha.
Rồi như vậy là em đã test đầy đủ các chức năng, chức năng chơi cộng HDMI 4K video, chức năng ARC cộng quang chơi nhạc mạng từ Smart TV, cộng analog chơi nhạc từ đầu đĩa, và cổng USB chơi nhạc số, nhạc low def chất lượng cao, chức năng chơi Bluetooth từ thiết bị smartphone nha. Rồi bây giờ thì em sẽ trở về cái cổng kết nối là cổng BD Blu-ray để test các cổng ra lo luôn cho anh em nha. Ta chọn chế độ là AFD nè, ta sẽ nhấn là Multi Stereo nha. Hai loa chính nha, loa center, loa surround. Rồi tùy theo phong hơi surround nha. Rồi 7 loa hoạt động ok. Đây là cổng HDMI in tín hiệu từ đầu đĩa HD đưa vào, out xuất sang TV có chức năng ARC. Cổng quang tín hiệu từ Smart TV xuống nha. Cổng optical số 2 nha. Rồi đây là cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa có hai rear out sub nha. Sony STR-DH750 điện áp 100V và công suất tiêu thụ điện là 180W. Một trong những dòng âm đi thế hệ đời mới tích hợp có nhiều công nghệ hiện đại nha, để cho anh em trải nghiệm công nghệ mới từ những cái thiết bị cao cấp của hãng Sony. Lắc luôn nha. Phần sò công suất của nó là đánh 14 sò nha. Hỗ trợ trở kháng loa từ 6 ohm cho tới 16 ohm. Có cổng quang HDMI, cổng analog đầy đủ nha. Sony STR-DH750 điện áp 100V công suất 160W. Với chip đi Sony STR-DH750 kết hợp nhiều công nghệ hiện đại Bluetooth để chơi nhạc không dây từ smartphone, HDMI 4K ARC chơi nhạc phim chất lượng cao từ nguồn phát HD, cổng quang chơi nhạc mạng từ Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa, cổng USB chơi nhạc số, nhạc low def chất lượng cao. Ta có thể chơi nhạc trực tiếp từ chiếc âm đi này. Và với chiếc đi Sony STR-DH750 hoạt động tốt mọi chức năng, đẹp long lanh thì em sẽ bán với giá là 2.900.000, giá không bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.